Chưa ăn thôi nhưng mà thấy trình bày hay quá vậy ta. Wow, sếp cái này là ai ai làm vậy? Dạ tụi em cùng làm. Wow. Cái này làm từ cái gì ạ? À bí đỏ. Bí đỏ. Đẹp quá. It's amazing. Wow. It's like a picture. Yeah, picture is beautiful art, right? Và em sử dụng con rồng là bố cục chính cho món ăn trang trí ngày hôm nay với cái bản đồ của Tổ quốc Việt Nam và có hoàng đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Mình sẽ bắt đầu nếm cái lỗ cua. Đầu tiên mình sẽ ăn với lại một cái truyền thống nhất, đó là đậu hũ. À, một dĩa rau và cái dĩa bún thịt bò đó thì tượng trưng cho quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, là nhiều tài nguyên sản vật quý giá mà đất nước mình có được ở trên đó. Xin cảm ơn nhà tài trợ Chin Su đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Trước khi mình đến tới bữa tiệc ngày hôm nay, em xin mời bốn vị giám khảo thưởng thức một món ăn chơi nhẹ trước khi mình khai tiệc à. Wow. Wow. Truffle lotus. Yes, you can take hold of banana leaves. It's okay. Chưa biết ngon hay không nhưng mà về trình bày là 10 điểm luôn rồi. Với món ăn này em có sử dụng đó là bắp cải em ngâm chua và cà rốt organic và củ sen chiên lên. Và em có dùng một cái lát truffle và ở trên là có hành phi. Còn cái sauce là em dùng nước mắm nấu với đường tán. Và em có cái bỏ cái bột củ dền đỏ vào đó và tiêu để nó cân bằng lại. Món ăn này em lấy ý tưởng từ cái câu chuyện con rồng cháo tiên. Và em sử dụng con rồng là bố cục chính cho món ăn trang trí ngày hôm nay với cái bản đồ của Tổ quốc Việt Nam và có hoàng đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Mình sẽ bắt đầu nếm cái lỗ cua. Đầu tiên mình sẽ ăn với lại một cái truyền thống nhất, đó là đậu hũ. Riêu cua có pha một chút xíu mắm tôm xay nhuyễn lên và nhồi vào trong cái đậu hũ. Bề ngoài nhìn nó rất là đơn giản nhưng khi cắn vào bên trong nó mới cảm nhận được sự tinh tế giống như người Hà Nội vậy. Thì ở đây em sử dụng đó là cua đồng để lấy cái mùi thơm, và bên cạnh đó em có sử dụng phần vỏ tôm hùm nướng lên để tạo mùi thơm đặc biệt và nấu luôn trong cái nước dùng đó để tạo cái vị ngọt thanh, thêm một ít xá sùng để tăng thêm cái vị ngọt cho cái nước dùng này. Đặc biệt trong cái nước dùng này đó là trái sấu, tạo một cái vị chua thanh nhẹ, có thêm một chút xíu giấm bỗng nữa. Cái mồng tơi mình cuộn ở trong cái chả cua và bên ngoài là một lát cá tầm tươi sống. Cá tầm là một đặc sản của Đà Lạt, Lâm Đồng, và tụi em có thái mỏng ra để giữ cái độ tươi của cái thịt cá. Dạ bây giờ thì em anh sẽ đi tiếp tới một món tôm hùm Khánh Hòa, và mình sẽ ngâm ở trong cái nước lẩu khoảng 30 giây. Phần nước chấm thì đội tụi em hôm nay làm hai loại nước chấm, một cái mang hương vị của miền Nam và một cái mang hương vị của miền Bắc. Mình sẽ có mật nhồi theo 4 tầng hương vị. Đầu tiên thì sẽ cảm nhận được vị hơi cay nhẹ của ớt xiêm xanh, chút béo béo của tàu hủ kỳ, để là rau muống, và khi mà mình cắn cái con mực đó mình cảm nhận được hết toàn bộ nguyên một chén lẩu ở trong đó luôn. Cái phần thịt cua ở bên trong thì tụi em có pha một chút xíu giấm bỏng để tạo nên cái mùi chua thanh của phần thịt cua nhiều hơn, thêm cái gạch của tôm hùm để tăng độ béo. Cái phần bào ngư này làm sạch thối sơ qua bên nước sôi rồi ngâm vào nước đá liền để tạo độ giòn. Ở phía trong nó vẫn còn tái thì khi mình ăn như vậy sẽ đảm bảo được độ giòn, tại vì bào ngư của mình 100% là bào ngư tươi sống. Trong lẩu riêu cua chúng ta sẽ có bún ăn kèm, có riêu cua ăn kèm, nhưng mà em sẽ không cho bán giám khảo ăn bún mà em lấy cái nền bột gạo đó em làm bánh và để riêu cua, thịt cua, Cà Mau lên ạ. Ăn lẩu là phải ăn no, ăn lẩu không phải là để ăn chơi. Nên là tụi em sẽ tiếp tục mời ban giám khảo ăn bún. Mình sẽ thử kết hợp với bún lá và bò wagyu.
Và đặc biệt tụi em có để một dĩa rau và cái dĩa bún thịt bò đó thì tượng trưng cho quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, là nhiều tài nguyên sản vật quý giá mà đất nước mình có được ở trên đó. Phúc Pizza, nội thất thiết kế, tô điểm cho thế giới bên trong ngôi nhà bạn. Phần bò thì tụi em áp hai mặt cho nó cháy, nó mỡ nó sẽ giòn hơn, rồi sau đó mới cắt ra và ăn tới đâu thì mình sẽ trụng tái tới đó. Để em thử bỏ bao nhiêu chấm mắm tôm. Mình sẽ có thêm phần sò đẹp với cái hương vị của củ dền, một chút trứng cá và cái phần bông bí được nhồi. Tụi em đã đi tới hết Việt Nam luôn rồi đấy ạ. Cái phần rau muống này rất đặc biệt. Ở wow. Trong từng cọng rau muống có nhỏ thịt cua. Dạ. Yeah. Wow. Tưởng là đơn giản chỉ là cọng rau muống thôi, nhưng khi ăn vô thì mình sẽ cảm nhận được vị cua rất nhiều. Cái này cũng lần đầu tiên á Alan. Rau muống rất thân tạo. Cái đội thứ ba có một cái technique đó là nhồi một cái nhân vào trong cái rau muống, thì mình cảm thấy thật sự là ngưỡng mộ, khó như vậy mà cũng nghĩ ra. Người Việt Nam mình ở xa xứ hay là những người nước ngoài hay bất cứ ở đâu nhìn vào cái lẩu này, cảm nhận nó là người ta sẽ wow, đây là Việt Nam. Very good chef. Proud, very proud. Cách trình bày khá ấn tượng. Các bạn luôn luôn có nước lẩu để châm vào và cho nó nóng, nó không có bị đậm quá. Tại vì nước lẩu mà càng nóng là càng đậm. Công nhận lúc đầu khi mà em nhìn thấy nguyên liệu trong nước lẩu có rất là nhiều tôm này, bào ngư đúng không ạ? Thì em sẽ cảm giác như không biết là nó có bị át cái vị riêu đi không. Dường không át tí nào, nó sẽ làm cho cái nước lẩu nó tăng lên cái độ hấp dẫn. Quan trọng là cái vị mắm tôm mọi người làm rất là cuốn luôn. Không có gì để chê ạ. Và với một người Hà Nội đam mê mắm tôm như em thì cái mắm tôm đây cực kỳ là tuyệt vời. Mình thì cũng hơi khó tính. Này, cái nghề của mình làm vậy. Trong cái nồi lẩu này này, nhưng mà nó bị thiếu mất một vị, nó là vị ớt chưng. À đúng rồi, đúng rồi. Ớt khô chưng, có người Hà Nội hay ăn kèm lẩu và ăn kèm bún riêu ấy. Hồi nãy lên thấy cái nước dùng nó quá chua rồi. Mà bây giờ là nó ra nó ngon như vậy này. Nhưng mà này là rất tuyệt vời đấy. Rất là ngon luôn á. You really listen to what our judges said, right? Tradition mixed with a bit of modernity and the sauces are very very good. Hello chef. Which team is the winner? Which team won the challenge today? Team Phan Thiết sao lâu quá vậy? Chefs, this challenge was a very difficult challenge. Lẩu? Traditional, some teams were modern, some teams were in the middle. To me, all teams did really well in terms of entertaining me. Các bạn hoàn thành cái phần thi này với một vài cái rất là đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất là vấn đề trình bày như con tôm hùm lột xác. Cái thứ hai là các bạn có cái sự chăm chút về cái phong cách phục vụ. Biết cái cách phục vụ, biết cái cách giải thích, biết cái cách nói chuyện về nguyên liệu và nói về cái cách nấu để cho người ta hiểu cái giá trị tăng thêm cái món ăn của mình. Thì các bạn làm rất tốt cái việc này. Ngày hôm nay tôi khen điều cho ba đội. Chắc chef ở đây đã cho em hiểu thế nào là nâng tầm món lẩu Việt. Và mọi người đã cho em đi hết từ cái bất ngờ này cho đến cái ấn tượng khác. Mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Em chưa bao giờ em thấy cái mùi mắm nó lại thơm đến như vậy. Tiếp theo đó chính là món lẩu Phan Thiết, lẩu Hả, cái gỏi, rồi cái pudding, đặc biệt là cái sauce. Cái sauce đấy chấm với cái gì cũng ngon. Rất là tỉ mỉ và chi tiết. Và em không thể nào mà nghĩ ra được là mọi người có thể nghĩ ra cái việc đấy. Rất là hay, quá no luôn. Hiện tại thì tôi rất thích lẩu riêu cua. Với hương vị từ quả sấu, từ cái mắm thịt cua, từ miếng gạch cua ra, từng chút mắm tôm, từ chút rau gặp đến nhượng nhượng. Cuối cùng ấy, rất tuyệt vời. Tôi mời đội Phi Yến lên. Các bạn làm rất là tốt. Đội của bạn là đội an toàn ngày hôm nay. Yes! Cảm ơn. Please, thank you. Good job. Good job, good job. Đó lắm. Đó lắm. Yes! Tôi nói rồi mà, đội tôi chắc chắn an toàn ngày hôm nay. Tôi làm tốt mà. Jacob Creek, hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam.